Xin chào các bạn. Thường như thường ngày thì ngày nào mình cũng đi ra ngoài, có bữa nắng bữa mưa, thì hôm nay là trời mưa. Mình đi ra ngoài, mình chở một ít đồ gia chai cho một người bạn của mình ở ngoài Vũng Tàu. Đa số mình gom mấy đồ gia chai về xong rồi chở đi Vũng Tàu. Thì công việc của mình thì gom cũng vòng ở trong Sài Gòn thôi, kết hợp đi thôi. Có bữa mưa bữa nắng thì hôm nay trời mưa quá, rồi đi thì mình cũng chở vợ con mình đi theo, đi vòng vòng ở Sài Gòn đó, rồi gom một hai món hàng gì đó, xong rồi kết hợp mình đi ăn hay hoặc đi uống cái gì đó, xong mình về. Ngày nào cũng vậy, mình đi một vòng. Cái cảnh này thì mọi người đều biết phải không? Đây trung tâm Sài Gòn ha, bên trái là chợ Bến Thành á. Hôm nay là trời mưa nên nó đỡ kẹt xe, chứ nhầm khi cũng kẹt xe chứ đó. Ngay chỗ này thì góc Lý Tự Trọng. Ngay chỗ này thì đậu xe 20 giờ nha, các bạn đậu cẩn thận nha. Cắm giờ đấy, 20 giờ thì đậu ok. Bây giờ 20 giờ rồi mình vô mình đậu là yên tâm, chứ không mấy là bị bánh mì nha. Cẩn thận nha các bạn. Ở trong Sài Gòn đậu xe đồ là phải lưu ý, bạn cấm tùm lum á. Đây là sườn nướng mật ong của một quán cơm. Cái quán cơm này nằm ở quận 7, nó nằm gần đường Lê Văn Lương á. Cũng có nhiều tiktoker cũng như là youtuber tới đây ăn và quảng cáo. Thì sau khi mình thấy quảng cáo như thế này thì mình tới mình ăn thử thì nó cũng rất là ngon. Một dĩa sườn bị chả thì có giá là 40k, cũng rất là ok, cũng không có mắc. Mà miếng sườn thì được ướp mật ong rất là ngon ha. Có dưa leo không ta ha? Có cà chua luôn. Mở hành thì mình cột ra, rồi mở hành ra. Ở đây là trộn lên, ở đây có miếng chả nữa. Đây sạc chả sẵn ra nè. Rồi có bì nữa nè, bì nữa. Ở đây gọi là sườn bì chả. Thử rồi, trộn là đẹp quá. Thơm.
Dạ. Rồi trên Facebook á, anh kia em có chụp anh bóng lên hoài luôn không em. Em coi hai bóng của ảnh cho em đi lại đây. Dạ, ảnh ăn mà ảnh nói cơm bánh dùng đẹp. Hồi nãy quay rồi. Kêu thêm một đĩa. Qua lấy gì em bán ha. Dạ, dạ. Dạ, rồi. Đồ để ấp trái luôn. Trái. Cho ba trái ớt xanh này không ăn, mình sẽ biểu diễn ăn ớt xanh và ớt đỏ. Việt Nam nên ăn mặn ớt, hai mặn ớt trong bữa cơm có ớt trong con, nhưng mà cái thói quen này là xấu hay tốt thì mình biết và mình nó ngon hơn, nhưng mà cái thói quen này chưa chắc đã tốt, nó cũng có hại á. Sắp lớn luôn. Cái này là màu trắng nè, này màu đỏ nè, này màu xanh nè, có nhiều màu các bạn. Còn này là xanh lá. Này đã ớt kẹp ở đây luôn. Quất cái đó, quất cái ớt mà. Ghê quá. Đừng bé qua đây em nha. Nóng đi. Lát mà. Xong rồi, giờ đi thôi. Vòng xong rồi bây giờ mình về nhà thôi. Trời cũng mưa rã rích. Trời ơi cô này chẳng đầu mình tưởng đâu người yêu cũ chẳng chứ. Hết hồn. Rồi về tới nhà thôi. Xin chào các bạn.